Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Tiên Lầu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một tình hình diễn ra phức tạp trong thời Covid hiện nay. Đó chính là người tiêu dùng đang bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu nhằm mục đích là lừa đảo bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Mọi người cùng theo dõi video dưới đây để chúng ta có thể nhận biết đâu là hàng thật và đâu là hàng giả. SMS thương hiệu là một hình thức tin nhắn thương hiệu được các tổ chức cá nhân đăng ký độc quyền tại các nhà mạng nhằm mục đích gửi tin nhắn gọi điện hàng loạt đến khách hàng với mục đích là để chăm sóc khách hàng cũng như thông báo nội dung đến những khách hàng. Theo nguyên tắc, những tin nhắn cuộc gọi đã được đăng ký thương hiệu thì các cá nhân tổ chức không được sử dụng những tin nhắn hoặc là những cuộc gọi trùng lặp với tên thương hiệu. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra phức tạp, đã có nhiều người tiêu dùng bị các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu để phạm tội chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn rất tinh vi, cần được người tiêu dùng nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của mình. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi khối lượng giao dịch ngân hàng theo phương thức online rất lớn, do tình hình dịch bệnh nên người dân chủ yếu mua bán hàng thông qua hình thức online và thanh toán qua phương thức chuyển khoản. Chính vì lẽ đó, đối tượng phạm tội đã lợi dụng cơ hội này để gia tăng hoạt động. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng là sử dụng số điện thoại bất kỳ, sim rác để phát tán nội dung lừa đảo. Hành vi lừa đảo này đã được cảnh báo, tuyên truyền đến người tiêu dùng bằng nhiều hình thức khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về một câu chuyện của một vị khách hàng đã liên hệ với mình rằng có một số điện thoại mạo danh thương hiệu trà Tiên Lầu để bán cho bác đó một sản phẩm trà kém chất lượng, trà đã được tẩm hóa chất. Vì vậy, chúng ta làm thế nào để mua được trà chuẩn, trà chính hãng của thương hiệu trà Tiên Lầu? Thì đầu tiên chúng ta phải liên hệ đến hai số điện thoại 0968600070 và 0982111070 hoặc truy cập vào website tratienlau.com. Rồi khi chúng ta đã đặt hàng mua sản phẩm thì đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Khi quý vị bóc gói hàng ra thì quý vị sẽ được cái túi sách như vậy. Túi sách đã in logo của thương hiệu trà Tiên Lầu đăng ký độc quyền, rồi địa chỉ, số điện thoại rõ ràng. Tiếp theo là đến gói trà bên trong cũng vậy. Gói trà bên trong thì bên mình đã in tem logo, tên thương hiệu trà Tiên Lầu, địa chỉ, rồi số điện thoại rất là rõ ràng và tên cái loại trà đó là loại trà gì. Nếu có một số điện thoại khác hai số điện thoại trên liên hệ để chốt đơn cho quý vị thì đó không phải là thương hiệu trà Tiên Lầu mà họ đã lợi dụng cái tên thương hiệu trà Tiên Lầu để đưa những sản phẩm trà kém chất lượng. Một lưu ý cuối cùng là khi chúng ta nhận hàng của thương hiệu trà Tiên Lầu, chúng ta sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu bên giao hàng không cho quý vị kiểm tra hàng thì quý vị không nhận đơn hàng đó. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về thực tế trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều những đối tượng đã sử dụng mạo danh tên thương hiệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Qua video, hy vọng quý vị có thể biết được cách thức mua hàng chuẩn của thương hiệu trà Tiên Lầu để khi chúng ta thưởng thức những ly trà, chúng ta có thể yên tâm với chất lượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Sau video, quý vị hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để ủng hộ cho trà Tiên Lầu cũng như là hàng ngày chúng ta được theo dõi những video mới nhất từ trà Tiên Lầu.